không có lớn như những chỗ khác. Tuy nhiên đây là một cái địa điểm rất là tâm linh và rất là nhiều người đến đây cầu xin mẹ Nam Hải. Thì khu vực này người ta có để 12 đại nguyện của thế giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì mẹ Nam Hải cũng là một cái hình tượng của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đó các bạn. Rồi, xin chào cả nhà đến với kênh YouTube của Nguyễn Tài 1001. Thì hôm nay mình đến chỗ Quan Âm Phật Đài, hay mọi người thường gọi là mẹ Nam Hải các bạn. Thì hôm nay mình sẽ vào ở đây, mình quay những cái cảnh bên trong này, giới thiệu đến, chia sẻ đến cho tất cả mọi người nha. Đây, ở đây là phía ngoài đường này các bạn. Phía ngoài đường này xe chạy vô rất là nhiều. Thì địa điểm này ở dưới Bạc Liêu nha các bạn. Hôm nay mình đi chơi dịp xong rồi mình ghé lại chỗ mẹ Nam Hải luôn, ngay chỗ Quan Âm Phật Đài đây các bạn. Đây, một anh Tôn Ngộ Không. Thì ở đây cũng có mấy bạn mặc đồ Tôn Ngộ Không hay là gấu rồi đi bán kẹo rồi các bạn, bán bánh bán kẹo. Rồi, ở phía trong này hôm nay trời rất là nắng. Ở cái khu vực này cây cối rất ít các bạn ơi. Ở đây có một cái nhà để buôn bán trái cây, bán kẹo rồi đây nè các bạn. Còn khu vực này trồng cây còn ít lắm, chỉ được vài cái cây lớn lớn thôi. Đó, rất là nắng các bạn. Thì theo như mình nghĩ thì khu vực này có thể là sau này là sẽ làm rộng ra đến đây. Chứ còn mấy người ta không có trồng cây. Đó, khả năng sẽ làm những cái tòa nhà ra ở phía ngoài này để cho mọi người để cho thờ phụng rồi mọi người đến thăm. Hôm nay trời rất là nắng các bạn ơi. Các bạn thấy nhìn trên trời, trời xanh mây trắng ha. Dưới này là đất chói chang. Oh, mấy con chim nó bay đẹp không cả nhà. Chim bồ câu á. Đây, từ ở ngoài cổng để đi vào bên trong này cũng một đoạn đường khá xa ha, khoảng hơn 100 mét đó các bạn. Đó, rồi đến đây. Ở đây có một cái mái che, mái che để mọi người đi mua bán hay là ngồi nghỉ mệt cho các bạn. Hiện tại thì chưa có được xây dựng, chỉ là mái che thôi. Đó, bây giờ mình vào trong này, khoảng 50 mét nữa mới tới cái ngôi chùa, ngôi miếu rồi trong này các bạn. Và các bạn thấy tượng Quan Thế Âm chưa? Cái tượng mẹ Nam Hải á, cũng là một cái hình tượng của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát các bạn. Đấy, ở phía bên trái màn hình các bạn đang xem đó, còn phía bên phải là cái ngôi chùa để thờ. Đây, đây là vòng tròn của trái đất ha, mình đang đi trên cái vòng tròn này. Đây các bạn, mẹ Nam Hải nè, Quan Âm Phật Đài. Đây các bạn, mọi người trưa nắng, các bạn thấy trưa đứng bóng rồi nha các bạn. Mình đi vào bên trong cái nhà thờ này ha, cái ngôi nhà này. Đấy, bên trong nó có thờ phụng đây các bạn. Mình quay sơ thôi chứ mình không có quay nhiều ở phía bên trong nha, mình chỉ quay cảnh ở bên ngoài cho các bạn xem thôi này. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài ngoài vườn ha, ngoài vườn sau. Mình thấy ở ngoài này cảnh đồ cũng rất là đẹp, cây cối cũng nhiều, tuy nhiên cây nhỏ chứ chưa có được lớn lắm các bạn. Đây mình đi ra phía sau nha. Từ phía trước mà đến chỗ tượng mẹ Nam Hải cũng rất là xa rồi. Thì phía sau nó nữa, phía sau nó nữa còn khu đất rất là rộng luôn các bạn. Mình đi vòng lên phía đây, quay cho các bạn xem. Đây các bạn, ở phía sau đây cây cối cũng rất là nhiều các bạn. Tuy nhiên cây nó cũng thấp thấp dạng cây cảnh thôi chứ không phải là cây cổ thụ lớn. Cây cảnh nhưng cây cảnh cũng dạng cảnh lớn các bạn, trồng trong những cái chậu, được trồng trong những cái chậu. Này, mọi người vẫn ở đây nghỉ mát nghỉ ngơi rồi nè các bạn. Cây tuy nhiên không lớn nhưng mà trước cái nắng nóng này thì cái tàn cây vẫn là mát nhất.
Đây các bạn, rất là nhiều. Đây mình qua bên này nha. Đi thẳng vô phía sau cũng còn nữa, nhưng mà nó xa quá nên thôi mình đặt ngang qua đây. Trời cũng nắng rồi nên mình quay cho các bạn biết là ở đây có những cái gì thôi, chứ cũng không đi hết đây được, rất là nhiều. Này, ở đây có rất là nhiều cái tiểu cảnh luôn các bạn. Đa số là những cái tượng những tiệm về mẹ Quan Thế Âm ha. Đây ở trên cái cầu đây các bạn, ở đây có một cái cây bồ đề này, có cây bồ đề ở dưới một cái dòng sông, giống như một cái dòng sông đó các bạn. Đó đào những giống con kênh ha, giống con kênh chạy ngang qua đây, có cây cầu rất là đẹp luôn các bạn. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ vào lại bên trong một cái ngôi đình thờ này đi nha các bạn ha. Mình chỉ quay sơ cảnh ở phía ngoài cho các bạn xem thôi. Lúc nãy là ở phía bên tay phải ngoài cổng nhìn vô, còn cái này là bên tay trái từ cổng nhìn vào. Đây các bạn, hai bên của tượng mẹ Quan Thế Âm. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye cả nhà.